Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa viền xung quanh bốn mặt như thế này. Đây là bản gốc của chúng ta, có vệt đen bốn phía. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách nhanh nhất để xóa, để khi chúng ta gặp tình trạng như thế này, chúng ta có thể xóa một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đặt tờ phủ giấy vào. Chúng ta chọn phủ giấy. Rồi, tiếp theo chúng ta vô Exit. Chúng ta vào Endergen. Ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ căn thử xem vệt đen này là khoảng bao nhiêu mm từ mép đen, từ mép cho tới vô cái khoảng trắng là bao nhiêu mm. Thì chúng ta sẽ nhập vào ở đây thì tôi nhập vào khoảng 10. Enter, chọn Enter. Chúng ta chạy. Vâng, và đây là trang giấy khi chúng ta đã phô ra. Còn đây là bản gốc. Bên đây là bản gốc có vệt đen. Còn đây là bản mình đã phô ra sau khi chúng ta đã xóa lề. Rất nhanh chóng. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.